Xin chào tất cả các bạn đã tiếp tục quay trở lại với kênh Hà Đảo của tôi. Như thường lệ hôm nay mình vẫn tiếp tục ra một video về chủ đề biển đảo ghe thuyền. Lúc này đây là một chiếc ghe lưới vây cá ngừ của Bình Định đang có tăng tốc tiến ra khơi để mà vây cá ngừ các bạn. Còn đây là một chiếc ghe lưới vây nữa. Chiếc này cũng là của Bình Định luôn. Cũng đang có tăng tốc tiến ra khơi để mà vây cá ngừ. Thì hôm nay thì mình chỉ thấy khoảng tầm 2 đến 3 chiếc các bạn. Khoảng 2 đến 3 chiếc ghe lưới vây của Bình Định đang có khai thác hải sản tại đảo Phú Quý. Vì đây là mùa gió Nam nên cá ngừ sẽ về khu vực đảo Phú Quý. Ngoài biển cách bãi bắc khoảng 200 mét thì có một cặp ghe cào của Kiên Giang đang có thả neo. Hai chiếc này vừa mới chạy vào các bạn. Hôm nay thời tiết biển cũng khá là động á. Gió cấp 5 có lúc cấp 6. Nên những chiếc ghe cào vào đảo Phú Quý để mà trú gió. Cặp ghe cào này là của Phước Hải Kiên Giang. Ghe này thì khai thác tại đảo Phú Quý cũng khá là lâu các bạn. Đến nay cũng tầm khoảng 1 tháng rồi. Hai chiếc đang có cặp vào nhau. Ghe có kích thước khá là lớn luôn. Đây chiếc ghe lưới vây của Bình Định đang có thả lưới xuống này các bạn. Đang có thả lưới xuống để mà vây cá ngừ này. Thời tiết hôm nay biển khá động các bạn. Do ghe chạy khá là xa nên những hình ảnh các bạn đang xem thì chất lượng khá là thấp. Phía trong là một chiếc ghe thu mua cá. Ghe này là ghe của Khánh Hòa. Đây là ghe thu mua cá của Khánh Hòa các bạn. Chiếc ghe rất là đẹp luôn. Kiểu dáng của ghe Khánh Hòa này khá là giống với các ghe thu mua của Phú Yên. Cũng đang có neo đậu tại vùng biển đảo Phú Quý. Đây là khu vực biển bãi Bắc. Chiếc này thì đang cách biển bãi Bắc khoảng 200 mét. Chiếc ghe thu mua rất là đẹp luôn các bạn. Chiếc này chiều dài cũng tầm khoảng 17 mét đến 18 mét. Chiếc này thì thuộc diện cũng trung bình. Cũng chưa đến siêu khủng. Thường thì những chiếc ghe thu mua của Ninh Thuận thì mới có kích thước khá là lớn. Đây như vậy thì cặp ghe lưới vây này đã bắt đầu chuẩn bị vây cá này các bạn. Hai chiếc đang có chạy song song với nhau, rất là đẹp luôn. Đây là những hình ảnh rất là thực tế luôn, được quay tại đảo Phú Quý. Nếu các bạn thấy kênh của mình hay thì hãy đăng ký để ủng hộ mình để mình có động lực ra nhiều video thực tế tiếp theo cho bạn xem. Những chiếc ghe lưới vây thì có chiều dài tầm khoảng 16 đến 17 mét các bạn. Thuộc dạng cũng trung bình vừa, không như những chiếc ghe cào của Kiên Giang. Vào khoảng buổi chiều, lúc này là 2 giờ chiều các bạn. Thì ở những chiếc ghe mạnh chụp của đảo Phú Quý sẽ ra khơi để mà làm mực đêm. Thì trước mặt chúng ta là một chiếc ghe mạnh chụp vỏ thép. Cũng đang có tăng tốc ra biển bãi Bắc để mà làm mực đêm các bạn. Chiếc này là ghe mạnh chụp vỏ thép. Rất là siêu khủng luôn.
tiếp tục là một chiếc game ảnh chụp nữa, cũng đang có tăng tốc tiến ra khơi. Chiếc này thì đang có chạy tại bến Bãi Phủ để mà vòng qua biển Bãi Bắc các bạn. Ghi này là ghi của đảo Phú Quý luôn. Đảo Phú Quý những năm gần đây rất là phát triển các ghi màn chụp cỡ lớn. Ghi màn chụp thường là những chiếc ghi có kích thước rất là lớn các bạn. Tại bến Bãi Phủ lúc này thì do thời tiết khá là gió nên cũng có khá là nhiều ghi lưới đã vào đảo Phú Quý để mà trú gió các bạn. Ở trước mặt mình là một chiếc ghi lưới của Ninh Thuận. Hôm nay thì ghi của Ninh Thuận và đảo khá là nhiều. Ngoài những chiếc ghi lưới ra thì còn có một số ghi cào. Đây là những chiếc ghi cào một của Ninh Thuận các bạn. Hôm nay thì có khoảng 5 chiếc ghi cào một của Ninh Thuận vào bến Bãi Phủ để mà trú gió. Đây tại khu vực này thì có đến 6 chiếc ghi cào của Ninh Thuận. Thường ghi Ninh Thuận thì có kích thước cũng khá là khiêm tốn. Lúc này đây thì những chiếc ghe biển của đảo Phú Quý cũng đang có tăng tốc tiến ra khơi. Chiếc này là đi là mực đêm các bạn. Đây chạy qua mũi Gành Hang thì có khá là nhiều ghe lưới của Ninh Thuận các bạn. Có đến 6 đến 7 chiếc là ghe lưới của Ninh Thuận này đang có neo trú gió. Cặp ghe giã cào lúc này vẫn chưa thể cập vào nhau vì biển khá là đụng và kích thước của ghe khá là lớn nên mỗi khi cập vào nhau rất là mất nhiều thời gian các bạn. Một chiếc thì đã thả neo rồi, còn chiếc nữa thì mới chảy vào nên đang có cặp vào chiếc đây. Như vậy thì chiếc ghi cào Kiên Giang thứ hai đã thả neo rồi này, đang có chuẩn bị đánh lái lại để mà cặp vào cột mối vào chiếc ghi cào còn lại. Vâng, có lẽ mình sẽ kết thúc video đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày mới thành công và nhiều sức khỏe.